Hòn Tầm là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Đảo Hòn Tầm chỉ cách thành phố Nha Trang 7 km về phía đông nam và rất dễ dàng di chuyển ra vào đảo. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ và thuần khiết cùng với địa thế nằm giữa vùng biển trong xanh bốn mùa đầy nắng gió, đảo Hòn Tầm trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Các bạn cùng theo Quang trải nghiệm các dịch vụ du lịch của hòn đảo xinh đẹp này nhé! Hello mọi người, bây giờ Quang sẽ dẫn mọi người đi ăn buffet ở trên đảo đấy nha. Ở đây người ta trồng dưa rất là nhiều. Đấy, bên này cỏ này. Đâu rồi đây này? Như nào mẫu hả? Bản đồ khu tắm bùn đảo Hòn Tầm. À đấy là cầu, trong này là cả một khu đảo luôn. Có thác nước nữa. Đây là khu vực tắm bùn mọi người này. Đây lát nữa Quang sẽ tắm và bây giờ đi ăn ạ. Tắm bùn này. Vẻ của mình luôn đấy. Vẻ ra lấy luôn đấy. Ôi, cơm người đóng quả mọi người. Cho toàn vỏ. Nope. Người quá đông. Thay thay cái này đó. Cái này to, cái tô cái mình qua bên đầu kia chưa? Ủa, cái miệng đâu nó của anh. Không, cái này. Cá rán.
Ồ, đây anh có cái view đẹp này. Mà bị hết băng này. Nhìn đi đây. Ừ, đồ ăn hết sạch không còn gì hết. Ủa, họ bảo bên 12, một cái cảm 20 là có mà. Đấy, tới giờ đó. Chứ không có chỗ mà ngồi nữa chứ đồ ăn. Gặp đồ ăn rồi, không có chỗ mà ngồi luôn. Thôi đừng ăn được. Anh sao anh muốn rồi? Đi đấy. Đồ ăn được. Phước ơi Phước, bên hồng giống bên đi. Giống nhau hết. Chị ở chỗ này ăn ngồi cho chị. Ông có chỗ mà ngồi luôn. Ê, đóng đi thì đừng có bàn vẽ hả hết. Cục vô cảm này. Đồ ăn nơi gì hết, chỗ cũng còn chỗ ngồi. Mà tiền thì thu đủ chứ mà. Đi sọt đi lá đi. Thôi ăn thôi. Thôi đừng ăn được. Tiêu chuẩn đi sọt. Phải đừng ăn. Tiêu chuẩn resort này mọi người này. Coi ngồi này, tiêu chuẩn resort. Của cả tầng 2 này. Về tầng 2 ăn coi ngon hơn. Đó, đây là. Đây, phải ngồi như thế này này. Trời, ngồi ăn là phong cách. Nope. Đúng phong cách luôn ha. Không có ghế thì phải ngồi như thế này thôi. Có người với chị ơi. Anh lấy đồ ăn. Em quán rồi, em quán rồi. Thôi, dịch vụ quả cảnh. À, ăn uống tiêu chuẩn đi sọt mà bắt mình đi đi như thế này. Rồi, lát nữa quán sẽ quay xem thử bên tắm bùn là như thế nào. Bây giờ quán đi kiểm cho ăn nè. Quán sẽ dạy mọi người đi tặng bùn ở trong cái khu vực phòng.
tươi nếu tắm không nóng. Tắm bún đây là giúp cháu có thể đi đẹp da và khoảng là bún ở Nha Trang là ở đấy là có cái đặc sản gọi là tắm khoảng bún đấy, giúp cho cổ cháu có thể mọi người có cơ hội thì đến Nha Trang thì tắm bún nhá. Bên này tụng tụng đấy bác ơi. Lấy chưa, lấy chưa? Đây, 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 gạo đây, gạo đây. Trở lại tuổi thơ. Cái này nó cái này mình vô cái tổ cái gì cha đi cô tổ ôi chị đừng mà nói vậy nó ơi vô bên này bên này đi tùng ba luôn rồi cái mà không xa mà là em muốn hỏi cho mà thục thục thế thì làm ai ui nóng. Ôi, nhức, 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 đây. Cuốn tắm à, cuốn sai lắm rồi. Cuốn đắng lắm. Cuốn bì, cuốn bì. Cuốn bì rồi, cuốn rời sát. Nóng là nóng nóng chấp dàn rồi, thành viên các bạn này. Bạn là nguyên thủ, bạn cho kênh tên nhiệm quán cái ghi về mình về cái việc tập quân nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng tặng như thế này á, thứ nhất là đẹp giá này, thứ hai là cái khoảng á, khoảng kết á, tình hình cơ thể giúp cho xương về giá rồi đấy, không có gì theo em được thì như thế, còn anh trên miếng cũng không có họ ngồi trên đông này. Bắt này, theo, theo. Bên 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 quá đấy có mua đấy cũng như lấy cái mối này cũng món miếng cũng món miếng cái bỏ bên đâu rồi một cả lên 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 cần hết ta sẽ phải đi mua bún này rồi lấy từ đâu vậy cần tôi nữa mà hả cần tôi đi cần tôi nữa anh đó cần tôi cần móc đấy người người chỉ chỉ cần móc cái gì mùi đổ này nó nhiều mùi đổ. Thôi em bị ăn. Thôi nó xa mà sao. Thôi cái tế bằng vắng cái mò có chứa rồi. Mà ta chén nhau đi. Đi nhau đi. Em bảo cái em bảo cái mò em. Bá phục vụ luôn à. Đi tập đuôi có 5 con mẹ. Ôi, đăng lên YouTube bác ơi. Đúng rồi, đây là 50 cái đã. Rồi, 50. Nhìn 50 cái mô. Cái gì uống đó thế? Ôi. Không uống được chứ. Uống được chứ. Xin lỗi nắng này, mấy quả lam tù thôi. Chị đã nhớ rõ rồi. Tiếc thế à? Tiếc xa rồi. Đây. Hôm nay mình chơi lại để lại cái thẻ chứ. Đấy, mình muốn không có. Chơi anh còn tải không? Có. Em đi tinh ngon. Đó, tải. Chả có một hỏi được mà đi. Đi em đừng nó mãi đó. Ủa đây. Đây. Anh đang tốt ban chú. Mình làm ăn được chú cơ nè. Anh hay lắm chú. Hello, Quang vừa tắm bùn xong, bây giờ là đang tắm qua nước ngọt và chuẩn bị lên tắm hồ bơi. Bơi bên kia có thác rất đẹp lúc này, Quang gặp Quang cho mọi người xem luôn nha. Let's go.
thấy đằng sau có cái tháp đẹp không? À, bây giờ quá trời luôn. Thử cảm giác tắm trên tháp như thế nào? Em mời mọi người. Nhìn ra Vịnh Nha Trang luôn. Đấy, bao quát. Là gì? Ừ. Thế. Ô, cần vơ Vịnh Nha Trang. Ừ. Nè, đánh chung đi qua, đi chụp này đi đi. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi là Phạm Đức Quang đã quay cái thông báo này cho mọi người xem. Và bây giờ là quan kết thúc cái vlog này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái vị nơi, những cái vị trí, những cái khu nghỉ dưỡng đẹp tại Việt Nam. Hôm nay là tối mọi người rất nhiều.